Xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại trong chương trình giới thiệu nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Bè. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố 2 tầng lầu với 4 phòng ngủ, có sân để xe phía trước nhà rất là xinh đẹp, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trên màn hình của chúng ta ngay lúc này đây đó chính là con hẻm chính để dẫn vào nhà mình. Chúng tôi xin được phép review toàn cảnh của con hẻm cũng như là mặt tiền phía trước, khu dân cư xung quanh để cho quý cô chú và anh chị dễ dàng quan sát. Thì căn nhà này nằm ngay khu dân cư hiện hữu, xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và rất là đẹp, khu vực rất là cao ráo và không bị ngập nước. Hàng xóm thì rất là văn minh và thân thiện. Con hẻm này chỉ cách mặt tiền đường lớn Huỳnh Tấn Phát đi vào khoảng 50m là thôi, rất là gần với lại mặt tiền đường. Trong khoảng bán kính 500m thì có trường học cấp 1, cấp 2. Ngay đầu hẻm có luôn trạm xe buýt số 20 để đi về chợ Bến Thành quận nhất. Đối diện con hẻm mình là ngân hàng và siêu thị, đặc biệt là chỉ cách phố Mỹ Hưng quận 7 đúng 5 phút đi xe máy mà thôi, cho nên rất là thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa đi học và đi làm. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người cùng nhau tiến vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà xinh đẹp này. Thì để có thể vào được bên trong căn nhà, chúng ta sẽ phải qua một cái lớp cửa sắt bốn cánh này, rất là dày. Ở giữa là một cái khoảng sân khá là rộng. Thì với cái khoảng sân này chúng ta có thể để 3 cho đến 4 chiếc xe máy nhưng vẫn còn khá là rộng. Hai bên vách tường của cái sân cũng đã được chủ nhà ốp giặt toàn bộ nè, cho nên rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Có một cái vòi nước nữa cho chúng ta có thể rửa xe hoặc là tưới cây, quá là tiện luôn. Tiếp tục di chuyển vào bên trong chúng ta sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa. Như vậy là nhà của chúng ta có tới hai lớp cửa bảo vệ, cho nên rất là an toàn cho gia đình mình. Và đây chính là toàn bộ không gian của cái căn phòng khách. Phải nói là căn nhà này được thiết kế rất là đẹp với cái tông màu trắng sáng nè, kết hợp với lại cái hệ tủ kệ tivi trang trí và một cái bộ ghế sofa màu vàng kem, cho một cái không gian rất là sang trọng và ấm áp. Thì trên trần nhà có cái hệ thống trần thạch cao chỉ nổi nè, hai bên bức tường thì cũng được chủ nhà ốp gạch lên cao hơn 1m, rất là sạch sẽ. Dưới nền nhà thì được ốp gạch bóng kính 60 vân đá rất là đẹp, tất cả đã tạo nên một cái không gian sang trọng và ấn tượng. Căn nhà của chúng ta thì có kết cấu xây dựng là 2 tầng lầu bê tông cốt thép với 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, cho nên rất là phù hợp với lại gia đình đông thành viên có nhiều thế hệ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến ra cái khu vực phía sau nhà để tham quan chi tiết hơn về không gian bếp. Thì ở cái khu vực phía sau nhà này chúng ta sẽ có một cái không gian bếp khá là rộng nè, một cái toilet đặt ở cuối nhà rất là tiện cho gia đình chúng ta. Và đây là toàn cảnh cái khu vực không gian của toilet đặt ở dưới tầng trệt. Thì một điều đặc biệt nữa, cái khu vực phía sau nhà này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ, do là nhà của chúng ta là căn gốc hai mặt tiền, cho nên ở phía sau này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ, cho nên rất là thông thoáng. Thì căn nhà mà quý cô chú và anh chị đang xem có diện tích bề ngang là 3m2 và chiều dài là 8m. Được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu xây dựng là một trệt hai tầng lầu đúc thật, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp và một cái sân để xe rất là rộng. Đây là căn gốc hai mặt tiền, cho nên ở các phòng ngủ đều có cửa sổ và ban công rất là thoáng mát. Và hiện tại thì căn nhà của chúng ta đang được rao bán với một mức giá phải nói rất là hấp dẫn, chỉ 1.900.000.000 đồng là quý cô chú anh chị có thể sở hữu căn nhà 2 lầu 4 phòng này về cho gia đình mình, một căn gốc hai mặt tiền rất là thông thoáng. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực tầng 1. Thì ở trên cái khu vực tầng 1 này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây chính là cái khu vực phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 1, và đây chính là cái ban công của cái khu vực phòng ngủ đầu tiên này. Đó, thì nếu như quý cô chú anh chị quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này thì xin đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú anh chị đi tham quan trải nghiệm căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like nè, cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên cái khu vực tầng 2 để tham quan hai phòng ngủ còn lại. Thì cũng giống như ở cái khu vực tầng 1 á, thì ở trên tầng 2 này chúng ta cũng sẽ có hai phòng ngủ nè. Ở các phòng ngủ đều có cửa sổ và ban công và một nhà vệ sinh.
Như vậy là nhà của chúng ta có tổng cộng tới 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và góc hai mặt tiền, cho nên là ở mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ như thế này, rất là thông thoáng và mát mẻ. Nếu như quý cô chú anh chị có những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc về căn nhà này á, thì xin hãy vui lòng comment, viết bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực tầng 2, đây chính là cái khu vực phòng ngủ thứ tư. Thì cũng giống như cái phòng ngủ khác á, thì trong cái phòng ngủ này á cũng có cửa sổ nè, có ban công rất là mát mẻ. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên cái ban công của tầng 2. Thì từ cái vị trí này á, mà nhìn ngắm cảnh xung quanh, như quý cô chú anh chị dễ dàng quan sát á, xung quanh nhà của chúng ta là khu dân cư hiện hữu nè, nhà phố đồng đều san sát nhau rất là đẹp. Thì ở vị trí này á, mà quý cô chú anh chị về ở kết hợp thêm kinh doanh mua bán á, thì phải nói rất là tuyệt vời, do đây là căn gốc hai mặt tiền cho nên nhà của chúng ta rất là thông thoáng và mát mẻ. Do đó vào ban ngày á, thì chúng ta cũng không cần thiết phải mở nhiều đèn điện nhưng mà vẫn đủ đảm bảo ánh sáng cho gia đình mình. Thì chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem đó, có diện tích bề ngang là 3,2 m và chiều dài là 8 m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, với kết cấu xây dựng là một trệt hai tầng lầu trúc thực, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp, một cái sân để xe rất là rộng. Vị trí thì cách mặt tiền đường mình cho phép đi vào khoảng 50 m mà thôi, xung quanh có rất là nhiều tiện ích. Thì hiện tại căn nhà của chúng ta đang được rao bán với một mức giá phải nói rất là hấp dẫn, chỉ 1 tỷ 900 triệu đồng là quý cô chú anh chị có thể dễ dàng sở hữu căn nhà 2 lầu 4 phòng này về cho gia đình mình. Do đó nếu như quý cô chú anh chị quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này á, thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu ngay căn nhà này về cho gia đình mình. Quý khách cũng đừng quên nhấn vào nút like nè và nhấn nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý cô chú và anh chị cùng nhau nhìn ngắm lại một lần nữa toàn bộ cái căn nhà xinh đẹp này. Và nếu như quý cô chú và anh chị có những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi liên quan về căn nhà này á, thì xin đừng ngần ngại, hãy vui lòng viết bình luận comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.